chào các em. Hôm nay ta khảo sát về phép tĩnh tiến của đồ thị hàm số gồm có các phần sau: là tính chẵn lẻ của hàm số, thứ hai là phép tĩnh tiến về hệ trục tọa độ và công thức đổi trục, và phần thứ ba là cách tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Sau đây ta đi vào khảo sát từng phần một. Tính chẵn lẻ của hàm số. Về hàm chẵn định nghĩa cho hàm số fx có miền xác định là d. Fx là một hàm chẵn trên d với mỗi x thuộc d chia ra là trừ x thuộc d. Với mỗi x thuộc d, f trừ x bằng là fx. Thì tính chắc nếu fx là hàm chẵn trên d thì đồ thị c của fx có trục đối xứng là trục OI. Rồi, nhìn trên cái đồ thị, ta giả sử ta có hàm số x^4 trừ x bình trừ 1 thì nó nhận trục tung là trục xứng, thì mỗi điểm nằm trên trục tung, mỗi điểm đồ thị đối xứng nhau qua trục tung. Hàm số lẻ định nghĩa cho hàm số fx có miền xác định là d. Fx là hàm lẻ trên d với mỗi x thuộc d, sẽ ra là trừ x thuộc d. Và với mỗi x thuộc d nó có là f trừ x bằng trừ fx. Về tính chất, nếu fx làm lẻ trên d thì đồ thị c của fx nó nhận góc tọa độ O làm tâm đối xứng. Ví dụ như trên cái đồ thị ta có hàm số gx bằng 1 trên x, đây là hàm lẻ, thì ta lấy một điểm m nó nằm trên cái nhánh phía bên trái và tương ứng với nó, đó là điểm n nhánh bên phải, ta thấy là mn đối xứng qua O. Giả sử O m nó chạy trên cái nhánh trái thì ta thấy rằng là cái điểm n chạy trên nhánh phải sao cho O luôn là tâm đối xứng của nó. Hay nó khác là hàm lẻ nó nhận cái góc tọa độ O làm tâm đối xứng. Phần hai là phép tĩnh tiến cái hệ trục tọa độ và công thức đổi trục. Thì cho hệ trục tọa độ vuông góc OXY và một điểm có tọa độ là x0y0 trong cái hệ trục ấy, thì phép tĩnh tiến OY nó biến là OXY thành là y lớn x lớn y lớn với cái vector y x lớn cùng hướng với là vector OX và vector y cùng hướng là vector là OY nhỏ. Người ta gọi cái điểm M có tọa độ là x, y. Rồi đối với hệ trục tọa độ là O, X, y. Và M có tọa độ là x lớn, y lớn. Đối với hệ trục tọa độ là y lớn, x, y. Ta có công thức đối trục là x bằng x lớn cộng x không. Và y bằng y lớn cộng y không. Nhìn ra đồ thị, giả sử ta có cái hàm số fx bằng 2 trừ cho 1 trên x cộng 2, giao điểm có hai đường tiệm cận, nó chính là y. Y đây là tâm đối xứng. Người ta dùng công phép dời trục, tức là giờ cái góc tọa độ O có cái hệ trục tọa độ là O x y nhỏ đến cái hệ trục tọa độ mới là y x lớn y lớn theo vector là OY. Người ta dời như thế này. Đó, tức là ta dời cái góc tọa độ O về cái điểm Y. Thì ngay cái hệ trục tọa độ mới là Y lớn, X lớn, Y lớn. Thì cái hàm số người ta chứng minh nó là hàm lẻ. Thì ta nhận cái góc tọa độ mới Y đi, là làm tâm đối xứng. Từ đó người ta kết luận là cái hàm số fx này nè, nó nhận cái điểm Y này, làm tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Về ứng dụng cho cái hệ trục OXY hàm số là fx có đồ thị là c, sử dụng công thức đổi trục người ta đưa cái hàm số y bằng fx thành hàm số là y lớn bằng gx lớn như vừa trình bày. Thì nếu y bằng gx lớn làm chẵn thì c nó nhận trục y làm trục đối xứng, còn nếu mà y lớn bằng gx lớn làm lẻ thì cái đồ thị c
nó nhận tâm y làm tâm đối xứng. Chú ý là nhớ rằng đây là ta chỉ chuyển cái hệ trục tọa độ chứ không chuyển đồ thị. Nói cách khác, người ta đã dùng một hệ trục khác để nghiên cứu cái đồ thị đã cho. Sau đây người ta làm những bài tập ví dụ. Ví dụ 1, xác định đỉnh y của mỗi parabol sau đây. Viết công thức chuyển hệ trục tọa độ trong phép tĩnh tiến theo vector OI và viết phương trình của parabol B đối với hệ trục tọa độ mới y lớn, x lớn, y lớn. Ở đây là phương trình bậc 2. Nó không nằm trong cái chương trình của lớp 12. Nhưng người ta đưa ra cái ví dụ để hiểu cách thức là biến đổi cái phương trình tọa độ lỗ tối y nhỏ sang cái hệ trục tọa độ lơ mới y x lớn y lớn. Câu A, hàm số đó là 2x bình trừ 3x cộng 1. Câu B, y nó bằng là 1 phần 2x bình trừ x trừ 3. Câu C, y bằng x trừ 4x bình. Câu D, y bằng là 2x bình trừ cho 5. Câu A, đỉnh của parabol y là công thức của nó là trừ b chia 2a và tung độ của nó là trừ delta trên trừ 4a. Thế giá trị vào ta được là hoành độ là 3/4 và cái tung độ đó là trừ 1/8. Cái công thức chuyển trục ta có x nhỏ bằng x lớn cộng 3/4, y nhỏ bằng y lớn trừ cho 1/8, thì lúc đó là y bằng 2x bình trừ 3x cộng 1, nó trở thành là y lớn trừ cho 1/8 và bằng 2 nhân cho x cộng 3/4 tất cả bình trừ cho 3 nhân cho x lớn cộng 3/4 cộng cho 1. Triển khai công thức ra ta được là y lớn bằng là 2x bình. Đây là phương trình mới trong cái hệ trục tọa độ mới là y lớn, y lớn, y lớn. Câu B, đỉnh của parabol B thì công thức nó là hoành độ là trừ B chia 2A, tung độ nó là trừ delta chia 4A. Thế trị vào thì được là hoành độ lòng 1, tung độ là trừ 7/2. Áp dụng công thức chuyển trục x nhỏ bằng x lớn cộng cho 1, y nhỏ bằng y lớn trừ 7/2. Thì lúc đó là y bằng 1/2x bình trừ x trừ 3 trở thành y lớn trừ cho 7/2 bằng 1/2 nhân cho x lớn cộng 1 tất cả bình trừ cho x lớn cộng 1 trừ cho 3. Rồi triển khai công thức ta được là y lớn bằng 1/2 x lớn bình. Rồi đây là hàm chẵn. Câu C, tương tự như vậy, y bằng x trừ cho 4x bình thì ta tìm được là đỉnh y 1/8 và 1 trên 1/16. Áp dụng thức chuyển trục ta tìm được là phương trình mới của nó là y lớn bằng trừ 4x bình. Đây cũng là hàm chẵn. Câu D, phương trình y bằng 2x bình trừ 5. Rồi tương tự ta tìm được là tọa độ y 0 trừ 5. Áp dụng công thức chuyển trục ta được là y bằng 2x bình. Đây cũng là hàm chẵn. Ví dụ 2, cho hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2x trừ 1. Rồi câu A là xác định điểm y thuộc đồ thị C của hàm số đã cho. Mà biết rằng hoành độ cái điểm y đó là nghiệm của phương trình f2 phẩy x bằng 0, tức là đạo hàm có 2 bằng 0, đó chính là cái tọa độ uốn. Rồi câu B, viết công thức chuyển hệ trục tọa độ trong phép tĩnh tiến theo vector OI và viết phương trình của đường cong C đối với hệ trục tọa độ mới y lớn, x lớn, y lớn. Và từ đó suy ra rằng y là tâm đối xứng của đường cong C. Câu C là viết phương trình tiếp tiến của đường cong C tại điểm y đối với hệ trục tọa độ là O x y nhỏ, chứng minh rằng trên khoảng là trừ vô cùng đến 1. Thì đường cong C nằm phía dưới tiếp tiến tại y của C và trên khoảng là 1 đến cộng vô cùng đó. Đường cong nằm phía trên đường tiếp tiến. Câu A, ta có đạo hàm cấp 1 y phẩy bằng là 3x bình trừ 6x cộng 2. Đạo hàm cấp 2 là y 2 phẩy bằng 6x trừ 6 cho y 2 phẩy bằng 0. Ta tìm được x bằng 1. Vậy tọa độ điểm y chính là đúng, có tọa độ là 1 và trừ 1.
Bạn công thức chuyển ký hiệu tọa độ trong phép tĩnh tiến theo vector y là x nhỏ bằng x lớn cộng 1, y nhỏ bằng y lớn trừ 1. Phương trình đường cong C để cho đối với hệ tọa độ mới y lớn, x lớn, y lớn là y trừ 1 cộng cho x cộng 1 tất cả mũ 3 trừ cho 3 nhân cho x cộng 1 tất cả bình cộng 2 lần nhân cho x cộng 1 trừ cho 1, hay là y bằng trừ x mũ 3 cộng 5x. Và đây là hàm lẻ, thì do đó cái đồ thị C này, thì nó nhận góc tọa độ y làm tâm đối xứng. Thì câu C thì phương trình tiếp tiến tại điểm y nó có tọa độ là 1 trừ 1 như trên đồ thị hình vẽ, và nó có y bằng gx bằng đây là trừ x, đó là đây là đường màu vàng, đây là đường quan giác thứ hai của hệ trục tọa độ, ta đặt cái đó là gx. Thì phương trình hình độ giao điểm fx bằng gx, ta đã suy ra là fx trừ gx là bằng 0. Thế cái giá trị của hàm số vào, có x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2x trừ 1 rồi trừ cho trừ x, thì rút gọn lại ta được đây là x trừ 1 tất cả mũ 3 hay bằng 0. Thì trên khoảng đây là từ 1 cho tới vô cùng thì ta có là x lớn 1, thì cái x trừ 1 đây nó sẽ là dương, và dương thì chuyển qua tức có nghĩa là fx thì lớn hơn là gx. Rồi trong khoảng là trừ vô cùng cho tới 1 thì ta có là x bé hơn 1, ta là x trừ 1 nó sẽ là âm, và ta suy ra là fx nó bé hơn là gx, thì cái đường phân giác thứ hai góc tọa độ nó sẽ là nằm phía trên của cái đồ thị hàm số y bằng fx. Ví dụ 3, cho đường cong C có phương trình là y bằng 2 trừ cho 1 trên cho x cộng 2, và tọa độ điểm y có tọa độ là trừ 2, 2. Biểu viết công thức chuyển cái hệ trục tọa độ trong phép tĩnh tiến với tô y và viết phương trình của đường cong C đối với hệ tọa độ mới là y lớn, x lớn, y lớn. Từ đó suy ra y là tâm đối xứng của đồ thị C. Công thức chuyển cái hệ trục tọa độ trong phép tĩnh tiến theo với tô y, với tô y nó có tọa độ đây là trừ 2, 2 là x bằng x lớn trừ cho 2, y bằng y lớn cộng cho 2. Thì lúc đó là phương trình y bằng 2 trừ cho 1 trên x cộng 2 nó trở thành là y lớn cộng cho 2 và bằng 2 trừ 1 trên cho x trừ 2 cộng cho 2, hay là y bằng trừ 1 trên cho x. Ở đây là hàm lẻ, và phương trình của đồ thị C ở trong hệ tọa độ mới là y x lớn y lớn. Vậy thì đường cong C thì nó sẽ nhận cái điểm y này, nó làm tâm đối xứng với y có tọa độ đây là trừ 22. Ví dụ 4 là xác định tâm đối xứng của đồ thị mẫu hàm số sau. Câu A, y bằng 2 trên x cộng 1 cộng cho 1. Câu B, y bằng 3x trừ 1 trên cho x cộng 1. Câu A, y bằng 2 trên x trừ 1 cộng 1. Thì ta có công thức dự trục x nhỏ bằng x lớn cộng cho 1, y nhỏ bằng y lớn cộng cho 1. Thì lúc đó là y bằng 2 trên x cộng 1, 2 trên x trừ 1 cộng cho 1 mới trở thành là y lớn bằng 2 trên x lớn. Ở đây là hàm lẻ, thì nên đồ thị có tâm đối xứng là góc tọa độ của cái hệ trục mới là y lớn, x lớn, y lớn. Thì đó là điểm y có tọa độ là 1, 1. Rồi đối với hệ trục O, x nhỏ, y nhỏ. Rồi câu B, hàm số y bằng 3x trừ 1 trên cho x cộng 1, chia ra ta được 3 trừ cho 5 trên cho x cộng 1, thì giải tương tự như câu A, thì ta có là phương trình y lớn bằng trừ 5 trên x lớn, và điểm đối xứng là y có tọa độ là trừ 1, 3. Và tiếp theo ta xét cái là cách tìm trục đối xứng và tâm đối xứng. Trước hết là về trục đối xứng, thì cho hàm số y bằng fx có đồ thị là C, thì giả sử ta muốn tìm trục đối xứng nếu có của C thì có phương trình là OXY nhỏ này thiếu x. Giả sử C có trục đối xứng là delta, có phương trình là x bằng x0, tức là song song với trục tung trong cái hệ trục tọa độ OXY, thì ta hãy xác định x0. Thì bước thứ nhất là chuyển cái trục
O x y, thành ra y lớn x lớn y lớn bằng phép vectơ tinh tiến là O y, với y có tọa độ là x không và không, thì công thức chuyển trục nó có x bằng x lớn cộng x không, y thì bằng y lớn. Người ta có cái ví dụ hình vẽ đồ thị hàm số rx bằng x mũ 4 trừ 4 x mũ 3 trừ 2 x bình cộng 12 x trừ 1, nó sẽ nhận trục đường màu đỏ nè, nó làm trục đối xứng. Dùng phép chỉnh tuyến theo vectơ OY, theo phương ngang, người ta có là đây là từ từ O tới Y, từ O tới Y, thì ta dùng công thức giờ trục là x thì bằng x lớn cộng x không, còn cái y thì bằng y lớn, nó không có y nha, nó không có là y không. Bước thứ hai là biến phương trình y bằng fx thành y lớn bằng dg x lớn bằng công thức trên. Bước thứ ba là cho tất cả các hệ số của cơ hàng bậc lẻ của x đồng thời trực tiêu, một ta được hệ phương trình theo x không, tức là hàm số mà nhận cái trục thì hàm số đó phải chẵn, thành ra là những cái số hạng của bậc lẻ của x người ta cho trực tiêu đi, người ta sẽ có một cái hệ phương trình theo x không giải hệ ra. Thì bước tư là giải hệ phương trình này, người ta có bao nhiêu giá trị của x không thì nó sẽ là có bấy nhiêu trục đối xứng của đồ thị C. Rồi sau đây ta làm bài tập ví dụ điển hình. Ví dụ 1, cho cái hàm số C y bằng x mũ 4 cộng cho 4 a x qua trừ cho 2 x bình trừ 12 a x, cho đây là phương trình 1. Câu A là tìm trục đối xứng của đồ thị của 1 khi a bằng 0. Câu B là định a để đồ thị C thì nó có một trục đối xứng song song với là trục tung. Coi khi a bằng 0 thì phương trình 1 nó trở thành là y bằng x mũ 4 trừ cho 2 x bình với mỗi x thuộc D bằng R. Và ta nhận thấy là ta có là f trừ x thì nó bằng đây là trừ x tất cả mũ 4 trừ cho 2 lần trừ x bình phương lên, nó được đây là x mũ 4 trừ 2 x bình. Vậy ta có là f trừ x bằng fx, thì đây nó làm chẵn, làm chẵn thì nó sẽ là nhận trục y màu xanh, nó làm trục đối xứng. Ở đó của B thì giả sử cái đồ thị C nó nhận đường thẳng D có phương trình là x bằng x không làm trục đối xứng, thì ta chọn cái điểm y thì có tọa độ là x không và không làm cái góc tọa độ mới, trục hình mới nó là x, nó trùng với là trục của x cũ, trục tung mới là y thì nó nằm trên cái đường thẳng D. Áp dụng công thức giờ trục bằng phép tỉnh tiến theo vectơ OY thì ta có x bằng x không cộng cho y, y rồi bằng y lớn. Ta thay cái giá trị x bằng x không cộng cho x và y bằng y lớn là vào phương trình này, y bằng x mũ 4 cộng cho 4 a x mũ 3 trừ 2 x bình trừ 12 a x, thì ta được đây là y lớn, nó bằng là x không cộng cho x lớn tất cả mũ 4 cộng cho 4 a x không trừ cho x lớn tất cả mũ 3 trừ cho 2 nhân x0 cộng cho x lớn bình phương rồi trừ 12 lần x0 cộng x, rồi triển khai cái hàm công thức ra và thu gọn cái hệ số theo bậc của x, ta được là hàm mới fx lớn bằng x lớn mũ 4 cộng cho 4 nhân cho x0 cộng cho a nhân cho x mũ 3 cộng cho 2 nhân cho 3 x0 bình cộng 6 a x0 trừ 1 tất cả nhân cho x lớn bình cộng cho 4 nhân cho x0 mũ 3 cộng cho 3 a x0 bình trừ x0 trừ 3 cả nhân cho x lớn cộng cho x0 mũ 4 cộng cho 4 a x0 mũ 3 trừ cho 2 x0 bình trừ 12 lần a x0. Vì cái nó nhận cái đường thẳng D có phương trình x bằng x0 làm trục đối xứng của C nên cái hàm này nó phải chẵn. Vậy thì ta bỏ, ta cho cái này bằng 0, tức là cho hệ số bậc lẻ cái bằng 0, tức là x0 cộng a bằng 0. Cái này bậc chẵn ta để nguyên, bậc lẻ ta cho bằng 0, ta cho cái này. X0 mũ 3 cộng 3 a x0 bình trừ x0 trừ 3 bằng 0. Rồi giải hệ này ra, ta tìm được là
ba giá trị của A, A bằng 0, A bằng 1 và A bằng trừ 1. À, vậy thì các giá trị phải tìm là A bằng 0, A bằng 1 và A bằng trừ 1. Ở ví dụ 2, chứng tỏ rằng cái đồ thị C A bằng x mũ 4 trừ 4 mũ 3 trừ 2x bình cộng 12x trừ cho 1 có một trục đối xứng. Thì giả sử C nó nhận đường thẳng D có phương trình là x bằng x0 là trục đối xứng. Cái giá trị x0 này người ta chưa biết, ta phải tìm. Để chọn cái điểm Y có tọa độ là x0, 0 là một cái góc tọa độ mới đó. Áp dụng công thức dời trục bằng phép tịnh tiến theo vector OY, ta có x bằng x0 cộng x lớn, y bằng y lớn. Rồi lấy giá trị này thế vào phương trình từ thị C, ta được phương trình mới là f x lớn bằng x lớn mũ 4 cộng cho 4 nhân cho x0 trừ cho 1 tất cả nhân cho x lớn mũ 3 cộng cho 2 nhân cho 3 x0 bình trừ 6 x0 trừ 1 tất cả nhân cho x lớn bình, rồi cộng cho 4 nhân cho x0 mũ 3 trừ cho 3 x0 bình trừ x0 cộng cho 3 tất cả nhân cho x lớn trừ 4 x0 mũ 3 trừ 2 x0 bình cộng 12 x0 trừ cho 1. Do nó nhận trực đây là trục đối xứng nên hàm bếp tích này nó phải chẵn, thì cho bậc lẻ của nó, tức là đây là bậc 3 nè và đây là bậc 1, cái hệ số theo nó bằng 0. Ta có x0 trừ 1 bằng 0 và bậc 1 của nó x0 mũ 3 trừ 3 x0 bình trừ x0 cộng cho 3 bằng 0. Giá hệ này ra tôi tìm được giá trị là x1 bằng 0. Vậy thì cái đồ thị C này, nó nhận đường thẳng D x bằng 1, cái đường màu đỏ này là nhận làm trục đối xứng. Sau đây ta qua cái dạng khác. Tiếp theo là ta xét về tam đối xứng tương tự như ở trên. Ở bước 1 thì ta có y có tọa độ là x0 hay không. Ở bước thứ 3 thì tất cả các hệ số của các số hạng mặt chẵn kết kể cả số nó trực tiêu cùng lúc, tại vì hàm nó nhận là y làm tam đối xứng thì hàm phải lẻ. Thế ra là những thứ bậc theo chẵn theo ít cho nó bằng 0. Bước thứ tư là giải cái hệ ra. Ta tìm được cái cặp niệm x0 và y0. Sau đây ta làm bài tập ví dụ điển hình. Ví dụ 1, xác định M để cho các hàm số sau đây. A y bằng trừ x mũ 3 chia cho M cộng cho 3 M x bình trừ 2 M, M khác 0. Có y có tọa độ là 1, 0 là tam đối xứng. Rồi câu B, hàm số y bằng x bình phương trừ m x cộng m tất cả chia cho x trừ 1. Rồi có y tọa độ là 1, 2 là tam đối xứng. Bây giờ hệ Oxy nhỏ đến y bằng phép tịnh tiến theo vector Oy, ta có công thức dời trục x bằng 1 cộng cho x lớn, y bằng y lớn. Do cái tọa độ y là y của y nó bằng 0, ta được là phương trình mới y lớn bằng fx lớn bằng trừ x cộng 1 tất cả mũ 3 chia cho m cộng cho 3m nhân cho x lớn cộng cho 1 tất cả bình trừ 2. Rồi chuyển bước qua ta tìm và triển khai ra, ta được là phương trình y lớn bằng trừ x mũ 3 cộng 3 x bình cộng 3 x cộng 1 tất cả chia cho m rồi cộng cho 3 m nhân cho x lớn bình trừ 2 x lớn cộng 1 trừ cho 2. Và ta tách mẫu ra theo bậc của x, trừ x mũ 3 chia cho m rồi trừ cho 3 nhân cho 1 chia cho m trừ m tất cả nhân cho lớn bình trừ cho 3 nhân cho 1 chia cho m trừ cho 2 m tất cả nhân cho x trừ 1 chia cho m cộng 3 m trừ 2. Do nhận y làm tam đối xứng nên hàm bếp tích này là hàm lẻ, thì cho bậc chẵn của nó đây là x bình này nó bằng 0. Và cái số sau này số nó bằng 0, thì giải được cái hệ đây ra, ta tìm được giá trị của m bằng cộng trừ 1. Câu B, giờ cái hệ Oxy đến y bằng phép tịnh tiến theo vector là Oy có công thức dời trục x bằng 1 cộng cho x lớn, y bằng 2 cộng cho y lớn, tại vì tọa độ điểm y nó có là 1, 2. Thế nên suy ra là y cộng 2 bằng
x cộng 1 và tất cả bình trừ cho m nhân cho x cộng 1 cộng cho m. Tất cả chia cho x lớn cộng 1 trừ 1. Rồi rút gọn lại ta được là x lớn bình cộng cho 2 trừ m tất cả nhân cho x lớn cộng cho 1 chia cho x. Và chuyển với qua tìm ra là y nó bằng là x lớn bình cộng cho 2 trừ cho m tất cả nhân cho x lớn cộng cho 1 trừ cho 2 x lớn chia cho x. Rồi tách mẫu ra ta được là x lớn trừ cho m cộng 1 trên cho x. Do cái y là tâm đối xứng nên hàm x làm lẻ thì cái này căn số lên là 0. À, vậy là được cái trị của nó là m bằng 0. Hồi ba đặc biệt là thằng này chúng ta cũng đã rõ rồi. Làm số bậc 2 parabol b y bằng ax bình cộng x cộng c thì từ trục đối xứng nó có phương trình x bằng trừ b chia cho 2a. À, nó nhận đường thẳng nó làm trục đối xứng. Đối hàm bậc 3 rồi thì c y bằng x mũ 3 cộng b x bình cộng c x cộng cho d thì cái điểm 4 nó là tâm đối xứng của đường thì c. Còn đối với các hàm bậc nhất thì bậc nhất y bằng a x cộng b trên cho c x cộng cho d và hàm bậc 2 thì bậc nhất y bằng a x bình cộng b x cộng c trên cho d x cộng e thì tâm đối xứng đó là giao điểm của hai đường tìm cận. Từ đây ta qua cái dạng khác là tìm cái giá trị tham số m để đồ thị nó có hai điểm đối xứng qua góc tọa độ. Vậy ta biết rằng tính chất của đối xứng qua góc tọa độ giữa hai điểm m có tọa độ là x y và m phẩy nó bằng là x phẩy y phẩy thì ta có là x phẩy bằng trừ x y phẩy ta bằng trừ y thì thế vào phương trình người ta tìm được m. Sau đây ta làm bài tập ví dụ điển hình. Ví dụ 1 cho cái hàm số c y bằng 2x mũ 3 cộng 3m x bình trừ 3m cộng 1. Định giá trị m để cái đường thị c có hai điểm đối xứng nhau qua góc tọa độ O. Và giả sử trên c nó có hai cặp điểm m tọa độ là x y và m phẩy có tọa độ là trừ x trừ y đối xứng nhau qua góc tọa độ O. Ở đây ta có là phương trình cái điểm m thuộc cái đường thị c và phương trình dưới đây là phương trình của m phẩy cũng thuộc đường thị c thì ta cộng hai cái phương trình này lại ta được đây là 0. Rút gọn cái 2 x mũ 3 đi còn lại đây là 6 m x bình cái này là trừ 6 m cộng cho 2 thì ta chuyển vế qua ta được đây là rút gọn lại cho 2 đó thì ta được là 3 m x bình trừ cho 3 m cộng 1 hay là 3 m x bình nó bằng đây là 3 m trừ 1. Để phương trình này có nghiệm thì ta có là cái 3m với là cái trừ 3m cộng 1 đây nó phải là trái dấu để cho x bình nó là dương. Có nghĩa là tích của nó 3m nhân cho trừ 3m cộng 1 bé hơn 0. Thì giải xét dấu của phương trình tích này ta được giá trị của m là bé hơn 0 và với là m lớn hơn là 1 phần 3. Vậy thì giá trị của m ta phải tìm là m bé hơn 0 hỏi với là m lớn hơn là 1 phần 3. Sau đây ta đi qua dạng cuối cùng. Cái dạng này nó sẽ nằm ở phần sau. Ta sẽ khảo sát nó rõ hơn. Tức là phép biến đổi của đồ thị. Thì nó một cách tổng quát là ta cho hàm số y bằng fx của đồ thị hàm số c. Thì dựa vào cái đồ thị hàm số y bằng fx nè. Ở đây ta suy ra cách vẽ các hàm số sau. Y bằng fx cộng k thì giờ trục hành lên k. Y bằng fx trừ k thì giờ trục hành xuống k. Và y bằng f của x trừ m, ta nhớ là x trừ m cộng k thì giờ trục tung sang phải m. Và y bằng fx cộng m, ở đây là cộng cho nên là trừ cộng k thì giờ trục sang trái m. Thì phần sau cái phép biến đổi đồ thị ở video sau ta sẽ khảo sát rõ ràng hơn. Rồi nó tóm lại trong cái bài này người ta tìm tâm đối xứng và trục đối xứng thì nó có hai dạng. Nếu đề ta cho trước một điểm chứng minh điểm đó làm tâm đối xứng người ta dùng công thức dồi trục và chứng minh cái hàm mới đối với hệ trục tọa độ mới nó là hàm lẻ. Còn ta bảo xác định
cái điểm mà cái hoành độ chưa biết, tung độ chưa biết, nó có tâm đối xứng, là cái điểm y có tọa độ là x0 y0 á, người ta cũng vẫn dùng công thức về trục. Rồi sau đó là ta cho những cái hệ số theo bậc của nó, dù tâm đối xứng thì nó làm lẻ thì cái bậc chẵn của nó và cái hằng số để cho bằng không, mình giải hệ ra ta tìm được x0 và suy ra được y0. Và tương tự vậy đối với trục đối xứng thì đề bảo chứng minh rằng cái trục có độ sẵn cho trước x bằng 2 hằng 3 hay là bằng bao nhiêu đó, nó là trục đối xứng của hàm số, thì ta vẫn dùng công thức về trục, rồi sau đó là chứng minh nó là hàm chẵn. Và nếu mà đề ta biểu tìm cái trục đối xứng, tức là cái phương trình đường thẳng x bằng x0 mà chưa biết, thì ta dùng công thức về trục, rồi sau đó là do nó hàm chẵn, ta cho cái hệ số bậc lẻ của nó bằng 0, giải hệ ra, ta tìm được x0 và suy ra cái trục đối xứng của đồ thị hàm số. Phần tiếp theo thì mong các em nhớ đúng xem như vừa trình bày, tức là ta sẽ xét về phép biến đổi của đồ thị hàm số. Thân chào các em. Yeah.